Mình là Jisoo, người đi đường của Team Flat, đại diện cho WCS. Bọn em cảm thấy khá là vui với lại một chút lo lắng vì sắp tới gặp đội top 2 Trung Quốc. Chắc là training nhiều với lại chuẩn bị tốt hết sức có thể thôi. Em nóng lòng gặp các đội tuyển WOL là bởi vì em thấy đội em có khả năng có thể đánh bại được họ và chứng minh cho thế giới biết khu vực bọn em không có yếu. Mình nghĩ các đội đến từ WOL không quá đáng sợ bởi vì mình và team mình có cơ hội đánh bại được họ nếu như team mình cố gắng. Bước vào vòng playoff thì bọn em sẽ cố gắng hết sức để có mặt tại trận chung kết để không phụ lòng các bạn hâm mộ. Xin chào GD Gaming, bọn mình chắc chắn sẽ đánh bại các bạn.